giờ mình đang trên cái con đường mà đi ra bè quay những con cá bớp với mấy con cá to các bạn. Đây. Mình sẽ đi ra những cái bè nuôi cá, mình nghe nói là ngoài đó là cá rất là lớn các bạn. Mình thì cũng rất là tò mò để mà đi đây. Đi đây cái vỏ này thì hơi nhỏ nhưng mà cảm giác rất là đã các bạn. Ở đây cuộc sống ở đây rất là thơ mộng các bạn. Ở trên này là những cái dãy núi rất là cao đây các bạn. Ở dưới đây thì mấy cô chú ở đây đi nuôi những cái con cá rất là to để mà bán. Đây, cái bè này hình như là đang cho ăn hay sao các bạn. Giờ mình sẽ vô mình quay nha. Wow, giờ cho là không? À? Cho ăn rồi các bạn. TV à? Xem anh này cũng cho cá ăn đây. Để mà anh ăn bánh mì hộp hộp ở dưới các bạn. Ý nó tớp rồi. Xem con cá gọi xong rồi luôn. Hay rồi các bạn. Một lần mà anh ăn gì rất là nhanh nha. Bên đây thì mấy con bên đây cũng đông lắm các bạn, đông hơn chỗ nãy rất là nhiều. Ôi ok. Nhưng mà này thì nãy thì bè thì mình có cắt cái máy mà này nuôi ngoài trời các bạn. Xây vòng vòng tự cho ăn nha các bạn, tự cho ăn. Quá wow. Cái tốc độ của anh đang rất là ánh sáng luôn á. Bây giờ mình đổ xuống đây. Wow. Rồi gì cũng phải từ từ chứ. Ăn như tốc độ ánh sáng thì cho rớt cái bịch xuống là mất tiêu rồi. Ôi ơi, ôi ơi. Wow. Ăn nãy giờ gần cá sọt rồi các bạn. Ui, ăn 7 đuôi nữa. Bây giờ mình sẽ thử một con một nha các bạn. Thử số phận con cá này sẽ rơi vào miệng anh nào đây. Rồi không thấy luôn rồi. Quá đông. Kìa mà anh lội. Lội nó xoay tròn vậy luôn đây các bạn.
tục thả cái sọt này xuống nha. Trời ơi. Quá dữ. Một ngày no nê các bạn. Quá trời vậy. Ăn gần cá sọc cá luôn. Cái gì cho y tế như là con cá sủ vàng vậy đó. Đây các bạn, đây là mấy con cá lù đù là thức ăn của những cái con cá bóp nha. Cái mình đang gỡ ra những cái con cá để mà cho cá ăn các bạn. 4-5 anh chị em nè. Giờ xin ba con cá này qua cho cá bóp ăn nha. Ở đây có mấy con bự bự nữa các bạn. Đây đây bên đây nè, bên đây thì nó bự. Mình loại cái khoảng trống lớn lớn mình sẽ quay cho bạn xem nha. Quay. Bên này cá bự nó ăn nhanh quá. Nó mới thớp lên cái là hết nguyên con cá luôn.